Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay Đức Nhân TV là một ngày đi tham quan các vườn bưởi trong địa phương của xã nhà. Thì mình đang có mặt tại vườn bưởi của nhà bác Bình, đội 5 Thượng Mỗ. Chào bác ạ. Vâng, chào bác Đức. Vâng, hôm nay xuống thăm bác vườn bưởi của các bác. Bác chia sẻ cho bà con phát chút kinh nghiệm về trồng bưởi. Cái vườn bưởi này là giống gì bác nhỉ? Giống bưởi tôm vàng, bưởi diễn tôm vàng. Bưởi diễn tôm vàng Thượng Mỗ mình đấy. Vâng. Và cái trồng của bác đây thấy là rồng toàn bộ là rồng mô lổi đúng không? Vâng. Trồng này thì nó chắc chắn là hạn chế cái nước đỡ bị thối rễ nhỉ. Này, các bạn nhìn này. Thối rễ, hai là nó nhanh ngọt quả. Nhanh ngọt hơn, nó ráo ráo mùa đông hơn. Rồi, nó khô nhanh hơn đúng không? Đúng rồi. Mà nó bảo đảm được cái bộ rễ, mà bộ rễ an toàn là ok. Rồi. Năm nay em thấy em đi một số nơi với bà con ngoại về, nhiều tỉnh thành ngoại về, năm nay cái lượng quả rất là ít và rất là kém, nó hay bị vẹo quả ấy, mà lượng của bác của đây cũng thấy ok đấy chứ. Không, của tôi vẫn còn tạm được. Vâng, cũng được chứ. Nó sẽ không bằng năm ngoái. Không bằng năm ngoái. Quả của tôi nói chung quả nào nó cũng đấy, cũng đều quả đúng không? Quả đều. Đấy, nói nhiều nơi em quay là em qua sang bên đồng cũng bị vẹo nhiều. Phải vào bỏ hết quả. Cây này thì nó cũng không sai quá nhưng cũng không phải ít quả. Đấy, cũng ổn định thôi, quả là ổn định quả. Nó chỉ được mức tương đối thôi. Tương đối thôi chứ không phải là sai quá nha. Quả như thế này nói chung là đây. Đấy. Ghén ra thì chỗ nào cũng có quả. Năm ngoái nó bị bệnh giám quả nhiều hơn năm nay đấy bác ạ. Rồi, năm nay khả năng là do mình phun được hoặc chủ động được hơn. Đấy, quả đấy là phải bỏ rồi. Đấy. Bỏ hết. Chùm gì ba quả. Đấy. Chùm này cũng quả đẹp đấy chứ nhá. Quả nào chùm. Quả đẹp. Đều quả. Và đều quả đẹp. Chỗ nào nói chung nó cũng có quả nhưng nó không được là không được sai bằng năm ngoái thôi nhá. Năm nay là cái lượng quả ít hơn. Vẫn chưa đi bỏ được. Nó phải tỉa bớt những quả kẹ đi cho tập trung dinh dưỡng. Chỗ nào sờ đến thì bộ lá này thì ok nhá. Lá. Bộ lá này thì quá là tuyệt vời. Đó. Quả lá này nó báo hiệu là cái rễ ok. Ok. Đấy. Tức là tán quả nó chia đều. Nhưng cây này phải hơn trăm. Cây này cây này phải trên trăm. Cây này nó tầm rơi vào khoảng 150. Cây này phải 150 ấy. Cây này bác cây này lượng quả như cây này nó sai như này là 150 quá. Tất nhiên nó không bằng năm ngoái nhưng mà cũng phải có cây đạt trên trăm. Tầm 150 cái cây này là chắc chắn. Chắc chắn bạn nhá. Với lượng quả nó đang nhiều thế này các bạn ấy. Đấy. Cành có cành mấy chục quả thế này. Chỗ đấy. Nào cây nào nói chung đây là bác dùng cái hệ thống tưới tự động hả? Tưới tự động. Tưới tự động. Cách cây bao nhiêu một cây? Cây này tôi cách 5 mét. 5 mét thì thoải mái nhỉ? Vâng. Gần như là vuông. Nó sắp xỉ là 4 mét 8 hoặc là 5 mét. Vừa rồi mình bắt cắt tỉa bớt hay sao đấy? Tôi không, tôi vừa mới cắt bỏ những cái cành nó là ra để cho tập trung dinh dưỡng ở trên. Rồi, cắt bỏ. Cắt luôn cho tập trung. Thôi mình cho nó cơ hội ra quả, mà cái nào không ra quả là mình vừa rồi mình cắt luôn. Đúng rồi, để cho nó mình cho cơ hội này, càng thích nhỉ. Quả đấy, cái này quả thích nói quá. Nói chung là ở dưới cây nào nó cũng quả, nó tươm chứ không đến cái đến nỗi nào đúng không? Rồi có lẽ là nó thưa hơn. Thưa hơn mọi năm này. Của mình so với năm ngoái thôi. Rồi. Chứ còn so với bà con là mình vẫn ok chán. Rồi rồi. Vườn này nói chung là cây nào có cái cũng vẫn ok chán nhỉ. Đấy, đấy thì đấy, kiểm tra hết tất cả mọi nơi thôi, chỉ có 3-4 cái vườn, những vườn nào nói chung cái ưu việt của bác là bác được làm cái rồng lổi. Rồng kiểu lời là cái riêng cái bộ rễ là quá ok. Ok đấy. Mà mùa đông thì nó sẽ làm cho khô nhanh, cho ráo nhanh. Ráo nhanh mà quả nó sẽ ngọt giòn tôm hơn. Ngọt, đúng rồi. Ngọt. Mà mùa mưa là mình hạn chế được cái nấm rễ. Rồi đúng rồi. Thối rễ. Bạn nhìn thấy vườn để, quả nói chung là coi như bác cũng để cho ra quả xong, cây nào không đậu được bây giờ mình cắt bỏ rồi. Để cho nó cơ hội ra quả đã. Nói chung là mình cho tỉa đúng bài bản đấy các bạn. Hay là tùy phải giáp Tết, tỉa có nhiều cắt sớm quá nó còn ra lộc đông bác ạ. Không có quả. Cây nào cái cứ lượng quả này nó ok, này phải trên trăm đúng rồi. Không, cây này thì nó phải rơi cây nào nó rơi vào hơn trăm. Hơn trăm. Thế là cũng được rồi. Cái quả đều trái này là được rồi. Cây khỏe. Hơi sớm hơn chút thì nó cái này tăng cái ra to hơn nhỉ. Ừ đấy, tăng đấy. Tăng này ra trước đúng không? Trước khoảng 1 tuần. 1 tuần quả to hẳn này. Đấy, quả đấy, tròn, đây. Quả tròn đẹp luôn rồi các bạn. Cái cành này 5 quả là đẹp quá. Nói chung quả nó cũng ôm đều rồi. Chỗ nào cũng có quả. Nó cứ chia tán đều rồi. Nó cứ chia tán ra này nó đều. Không bị không tập trung, nó không bị kiệt cây. Rồi đây, đấy, đấy. Đấy, chùm chỗ nào cũng quả rồi. Cảm nhận như thế đây này. Đấy, nó chia đây đều này. Ra. Đâu nó cũng vậy thôi mà. Rồi. So với năm ngoái thì nó không bằng đúng không? Nhưng mà năm nay là cứ đối với như bà con là mình là năm nay nhiều bà con không còn có quả cơ. Không, của tôi năm nay thưa hơn năm ngoái. Thưa hơn năm ngoái nhỉ? Đúng. Năm nay nó sẽ giảm khoảng 15%. 15%. Lúc ra hoa quả bác có thụ phấn không? Không, tôi không thụ phấn, tôi chỉ đi dung thôi. À, cũng là cái thụ phấn cũng là một cái thụ phấn. Cái cách thì mình không chấm thôi nhưng cũng là một cái thụ mà tôi chỉ có gõ. Tôi đi gõ rắc rắc thì nó cũng rơi phấn ra, nó cũng thụ phấn rồi. Sang. Có phun lúc ra hoa không? Không, tôi không phun gì. Phun à?
Tôi vừa mới phun cách đây 2 hôm. Ông Thành Thư vừa hỏi vừa bà vợ bảo phun được 7 lần rồi. Sợ chưa? Xài quả lắm, chốc em ra quay bảo ông đang đi lấy thuốc không ở nhà. Tôi vừa mới phun. Mỗi người một bài. Đi vòng lên đây. Đó, đi sang vườn bên. Vâng, đi sang vườn bên thêm. Tôi trồng một chỗ nhà nó cũng quả, nhưng mà nó quả nó không bằng. Không bằng năm ngoái thôi. Cái vườn này của nhà mình của ai? Của cháu. À, của cháu à? Ừ. À mấy chú cháu để giáp nhau thế à? Cháu, ừ. Cái này vườn này cũng thế thôi nhỉ, nó cũng giống cũng nhau như cả. Thế thôi, cái lượng quả nó cũng như nhau thôi, không trội mình sai quá đúng không? Đấy, nó sai, không sai. Cũng được quả, cũng cây về cầm tầm gần trăm mấy trăm là cũng là được rồi đúng không? Quả nó là chia tán rất đúng rồi, chia tán đều chỗ nào cũng có quả đúng không? Chỗ nào cũng quả. Nó thưa hơn. Thưa hơn năm ngoái. Ừ đúng rồi. Cũng bắt đầu mới đang tỉa bây giờ. Đang cũng đang tỉa cành, những cành không có quả đây, cũng tập trung dinh dưỡng. Cái cây này có phải tầm trăm hơn trăm đều trăm hơn trăm đều hơn trăm. Xoài chỗ nào tất nhiên chỗ nào nhìn nó chia tán đều quả đều. Nó chia đều quả đều. Nhưng nó không tập trung, nó đều chia khắp nơi. Còn vườn này là già hơn đúng không? Vườn già hơn. Điều mà không chăm sóc tốt là độ quả là sẽ bị ảnh hưởng. Có quả đây. Quả săn hơn nhờ quả nó nhỏ hơn. Nó không to mỡ như cái vườn bưởi kia đúng không? Vườn này quả thôi thì nói chung là nó. Cây này thì kéo nó phải trên 30 năm chưa? Hay là quá 30 năm chưa? Hơn 30 năm rồi. Hơn 30 năm rồi, cây to thế này. Mà giữ được cây khỏe này là quá tốt đấy. Nói chung là chỗ quả thì chỗ nào có. Cái này cũng dùng tưới hệ thống nước tưới tự động hết rồi đúng không? Cái này chỗ này góc chỉ được 4 mét cây thôi nhỉ? Chỗ này hàng sông này 4 mét mà hàng ngang chỉ có 3 mét rưỡi. À đấy, trông mau hơn cái vườn bên kia, cho nên mình bài sau rồng kinh nghiệm hơn. Cổ rồi. Đúng rồi, cổ. Trước kia mình dùng nó lỡ thời, nó chỉ được thôi. Ở đây quả chỗ nào nó cũng có. Thế nó chia đều ra. Nghĩa là cây già này thì quả nó không to như bên kia. Rồi đây. Nó quả chắc quả hơn. Rồi cây này cũng sai chứ. Chỗ này sai nó, thì nó cũng sai thế thôi. Ừ, nhưng mà nó không bằng năm ngoái thôi. Không bằng năm ngoái. Ừ. Thế cái nguồn phân gì đây? Đây là phân mình đun rượu cái do. À cái cho nấu rượu đây. À. Không sới vườn đúng không nhỉ? Không, tôi không sới cuốc bao giờ. À giống hết ông Hoàng Nhâm cũng không sới đâu. Đấy, ông toàn để đấy. Chỗ nào anh quay thêm mà xem đấy, chỗ nào nó cũng giống chỗ nó nào. Chia quả đều hết, nó chia đều quả hết này. Nhưng mà nó thưa. Đây, nó thưa hơn năm ngoái các bạn nhé. Đây, nhìn lượng quả nó chia đều hết. Thế mà để trăm quả những cái này thì vẫn đạt. Tất nhiên là tôi đấy. Vẫn so với quả gần có cây kém thì gần trăm, còn cây to này tán to này thì nó cứ chia đều ra nên thôi, nhưng mà nó to thì nó phát hội nội ra nhiều hơn. Tóm lại là tôi vườn nào tôi cũng có quả. Đúng rồi. Mà để đầm, năm ngoái là thua năm ngoái. Không bằng năm. Còn cái chó bếp bác có tận dụng không? Có đấy. À đây, bón đây. Tôi bón đi. Thì còn cái núc mà mình bón bây giờ hiện tại ra bác đang bón NPK loại nào? 3 con 16 hay 3 con 15? Bón cái NPK. NPK cái loại 16 đấy. À, 3 con 16 nó cân đối, 16 16 16. Ua bón cái loại ấy thì nó sẽ đủ chất hơn. Đủ chất dinh dưỡng và hai đây sau đấy bưởi nó sẽ ngọt. Đúng rồi, nó đủ dinh dưỡng hơn. Cây rất to nhưng mà nó thưa nhưng mà sẽ nó cũng vẫn đạt. Coi như bác cũng không sới vườn lúc khi mà cuối năm thu hoạch đúng không? Tôi không đụng chạm vườn một tí nào cả, tôi chỉ làm cỏ sạch sẽ thôi chứ không. À, giống hết ông Nhâm Hòa cũng không cuốc để cho cái rễ tôm đỡ bị đứt. Không bao giờ đứt. Em thì em chỉ phá váng mỏng thôi. Bộ lá của nó vẫn nguyên vẹn luôn. Vẫn giữ được. Ừ. Lá của nó mới. Còn một số bà con còn em nãy tôi quay điện em quay cho một số bà con còn dùng cho công nông vào phay đỏ đứt hết rễ. Xong hỏng hết không có quả. Hỏng nó không ăn được dinh dưỡng, nó không nuôi được hoa ra nhưng không có quả. Đúng rồi, nó không ăn được dinh dưỡng là lúc nó không kịp ra được rễ nữa. Đúng. Mà nó khi nó còn bị sót và bị dễ, thối rễ, thối rễ luôn. Cho nên là cái rễ nó phải giữ. Cây lá của tôi, bộ lá của tôi trồng từ năm cái vườn này từ năm 92 đến bây giờ mà giờ cây của tôi bộ rễ vẫn khỏe này mi. Vâng. Chẳng qua là do mình cuốc sới nên nó phay đất cái rễ nó sẽ kém nó hỏng đi, chứ còn lá của tôi tuyệt đối luôn. Bác cho số điện thoại bác để có bà con có thể giao lưu kinh nghiệm cũng như cuối năm có ai muốn mua bưởi gặp bác thì chia giúp bán cho bà con. Vâng, tôi cảm ơn bác. Tôi điện thoại của tôi là 0396 234 384. Đội 5 Thượng Mỗ. Đội 5 Thượng Mỗ. Cảm ơn bác Bình nhé. Vâng, tôi tên Tạ Văn Bình. Vâng. Các bạn vừa rồi theo dõi một đoạn phóng sự mình quay vườn bưởi của bác Bình ở đội 5 Thượng Mỗ thì rất giống ông Hòa Nhâm ở đội 6 Thượng Mỗ là không sới đất lúc khi mà sau thu hoạch và để đất là vướng phẳng để tránh cái rễ tôm bị đứt các bạn nhé, chỉ có bón trực tiếp trên thôi. Và ông cũng đang dòng 3 con 16. Đấy, vườn ông này thì ông không chập tiếp chấm phấn mà nhưng mà để rũ rung gõ. Nó cao nó chấm làm sao được. Đúng rồi, cao quá cây nó cao quá không chấm được, tùy theo vườn và phải gõ thôi. Rung nắc cũng là rụng phấn. Vâng, và cũng xong gái thì quay về vườn bên này. Vâng, đi sang về trong nhà thêm. Cảm ơn các bạn nhé. Số điện thoại của mình là 0973380995. Xin chào các bạn.
Cảm ơn bác ạ. Thì cái cây này cũng là cao to của ông Tất này, của ông Bình Tất này các bạn này. Cây này thì nó sai quả mà to cây lắm. Cây này các phải gây nó phải trên 30 năm rồi nhỉ. Nói thế. Cây to lắm rồi. 30 năm thì quả. Quả sắp trên ngọn luôn các bạn. Cái cây cao quá quay thì không zoom được cái máy này thì không phát hiện cái quả này to này. Quả này to thế này dễ nhìn hơn. Đó, nhìn dễ hơn này. Đấy. Thì quá cao các bạn nhá. Quay thế này thì nhìn có nhìn. Không nhìn nhưng mà sai quả đúng không? Nhìn bắt thường thì nhìn thấy nhưng mà không quay được, nó cao quá. Cái này phải cao hơn cả ngọn nhà này thì nó cao khoảng. Cây thấp này thì quay cho các bạn xem này. Đây ông có mấy vườn, thế là ông 3-4 vườn nhỉ? 4 vườn. Các bạn vườn này thì các bạn cây này sai hơn nhiều. Cái nhá, cái này thì trong chân cái này. Lượng quả cái này thì quay rõ hơn, thấp. Dễ quay hơn các bạn này. Chụp đời thì cành này mấy chục quả. Năm nay nhiều vườn bị nịch tâm, bên đó bị trái không tròn ông ạ. Năm nay nhiều bà con là nói chung là quả này nó quá đẹp chưa? Quả này vườn này đẹp sai quá sai. Này các bạn nhìn này, cái này thì sai, cái này phải trên trăm rồi, bé này phải trên trăm. Sai không? Quả đẹp thế. Trong này sai lắm chứ không thì đấy. Các bạn nhìn thấy không? Cái này thì thôi, chấm hết rồi, cái này thì đẹp tuyệt vời nhỉ. Cái này đẹp quá, cái này quả nhiều. Để xa cho nhìn. Bây giờ nó lại quẻ rồi. Bây giờ nó lại cúi quả. Cúi quả, cúi khơi rồi. Đấy, lượng quả cái này thì sai hơn vườn ngoài kia nhỉ. Cũng là bưởi diễn à hay người khác? Vẫn bưởi diễn, đâu vàng hết. Đây còn một dòng bưởi đó. Đấy, cái cây này là cúi hết rồi. Đây, cây này cúi người rồi. Nó khom rồi. Nó khom hết. Nó sai quá, nó khom cây rồi. Đây này. Kéo kéo kéo. Vâng vâng. Quả nó sai đến tốc độ quả nó khom hết cả cây rồi. Rồi nó cúi cây rồi, cây nó bé và sai này. Sai, cái trong này lá xanh nhỉ. Tất cả cây lá đều vườn nào đều đẹp hết nhỉ. Đấy, quả mỡ quả này nó lớn thế này cơ mà. Nó phát triển tròn trái này. Chỗ nào cũng giống như nào. Đấy, các bạn nhé. Cảm ơn bác nhé. Vâng. Cảm ơn các bà con. Mình quay thêm một tí trong nhà. Cái cũng ngon cho bếp hết rồi đúng không? Cho bếp đây đúng không? Vẫn cho bếp tốt rồi.